đã nhanh tiến độ di dời nhỏ nguy hiểm cấp D và khởi công xây mới chung cư cũ là một trong những nhiệm vụ quan trọng được sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xác định trong năm 2022. Trong đó, thành phố dự kiến trong năm nay sẽ khởi công xây mới 14 chung cư cũ có từ trước năm 1975. Theo đó, 14 chung cư cũ cấp D nguy hiểm hư hỏng nặng xây từ trước năm 1975 sẽ được khởi công xây mới trong năm 2022. Sở xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp đôn đốc các quận, huyện có liên quan để nhanh tiến độ di dời người dân, phối hợp với Sở kế hoạch và đầu tư sắp xếp bố trí nguồn vốn để triển khai chương trình hành động chỉnh trang đô thị, cải tạo chung cư cũ của thành quỹ Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra từ năm 2016 đến nay. Theo mục tiêu đề ra thì đến năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh sẽ cải tạo, sửa chữa hoặc xây mới 237 chung cư chiếm 50% trong số 474 chung cư có trước năm 1975 bị xuống cấp, hư khổng nhưng hiện mới có khai chung cư cũ được cải tạo xây mới. Trong năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất di dời dân tại 6 chung cư cũ và tháo dỡ 4 chung cư cũ.